Có dương viên báo cá sớm anh em nhá. Đấy, bên này được một em rồi đấy nhá. Sớm nên là nhà hồ không cầm máy nên là không báo cá được. Đấy, cần thủ sức hộ cá thùng ở đây cũng vừa bong một em nhá. Nhà hồ có 3 cần thủ nhưng mà cả 3 cần thủ đều được cá đấy em. Đều chạm cá rồi. À chạm trắng á. Vẫn cứ tiếp tục chạm trắng nha em nhá. Đấy cần thủ đây một chạm trắng nhá. Chấm trắng tiếp nha anh em nhé. Trắng vẫn lên mạnh nha anh em nhé. Vẫn lên đều. Đây sục này cứ 24 trên 24 nha anh em nhé. Lúc nào anh em thích thì anh em rút thôi. À, cái tủ này vừa bong chạm 2 nhưng mà bong cả 2 rồi. Túi của mình còn việc gì phải xem nữa. Dây thì ở đấy nghe nó vứt ở đấy thôi chứ còn làm gì có ai. Kìa, kìa. Kìa. Lại nhảy xuống hồ đi buồn cười. Là tổng lên 2 em chấm trắng nữa nha anh em nhá. Đây, góc xưởng này nằm một em rồi. Hôm nay mang túi đi rồi. Nhìn thấy túi chất bờ chưa? Rồi cá vào túi thành công nha anh em nhá. Thế nào hôm nay nhà hồ chỉ có size 300k 10 giờ. Anh em nào là có thiện chí đi câu ở đâu thì xin mời ủng hộ nhà hồ nha anh em nhá. Và anh em bắt hết cá đi thì bắt đầu mai nhà hồ lại mưa ra cá anh em nhá. Mai thứ 6 bắt đầu nhà hồ lại xuống cá mát máy cho anh em đánh cuối tuần. Cô Dương Nguyên lại tiếp tục vào cá anh em nhá. Con thứ 2 cần thủ rồi. Vẫn cứ bài đấy anh em nhé. Sáng ra lại báo cáo lên tọ rồi. Rồi, vào bờ thành công anh em nhé. Hôm nay có 300k 10 giờ rồi anh em nhé. Đấy, hai con chấm nó về bờ rồi. Bên này làm một em rồi nhé anh em nhé. Cá nhá anh em nhá. Nhà hồ có 5 cần thủ thì 4 cần thủ được cá rồi anh em nhá. Đấy, ô đây vừa làm một em rồi nhà hồ không báo cá được. Đấy. Bong một em lên đây mà câu. Bong một con bong 3 được một. Hả? Đó. Trắng vẫn đang rất mạnh nhá anh em nhá. Con thứ 5 chấm trắng của nhà hồ trong lúc buổi sáng rồi. 5 con rồi. Thế là thằng 2 là vừa bong một con, cả Tuấn bong 2 con. Hai dòng gần vào bong dòng hộ cả Tuấn gần vào đến bờ là còn lại bong. Tại tiếp tục trắng nữa nhá anh em nhá. Toàn móm nhá anh em nhá. Vừa sang xong sợ thật. Nó vừa sang thì chỉ được 15 phút, 10 phút chứ bao nhiêu. Đấy, có viên bồi đầu tiên nha anh em nhé. Thôi, nhà hồ rút sục thôi.
Cá vẫn đang lên rất mạnh nha anh em nhá. À, chỗ ngồi cực kỳ nhiều luôn. Nhá. Em thứ ba cần thủ rồi nhá anh em nhá. Chẳng vẫn đang lên đều cho anh em nhá. Cá vào vợt. Cô Duy Nguyên lại tiếp tục báo cá anh em nhé. Là em chằm trắng thứ hai của toàn móm nhé anh em nhé. Anh em Thanh Hoài đâu rồi, chuẩn bị sang đây. Toàn móm lại làm hai em rồi. Đấy, nhà hồ có 5 cần thủ thì 4 cần thủ được cá, cần thủ này vừa đến. Đấy, cần thủ này đang đến nữa đây. Và đang lên rất mạnh nhá anh em nhá. Hôm nay có 300k là 10 giờ rồi anh em nhá. Hai con là về bờ. Hôm nay em không cần phải ba con hay bốn con, chỉ cần hai con là về bờ nhá anh em nhá. Cá vẫn đang lên rất mạnh. Đây cuối hồ đây, cuối bờ đây, chưa cần thủ đó anh em nhá. Trắng thì anh em tự biết là nhà hồ còn rất nhiều trắng nha anh em nhé. Mới lên được một nửa trắng, ra một nửa nha anh em, còn một nửa dưới hồ nha anh em. Đây cuối hồ trên cầu này, bờ cà này, góc nhà này, búi tre này, chưa cần thủ là ngồi đâu anh em nhé. Cô Duy Nguyên tiếp tục bầu cá nhá. Ôi, bong rồi. Bong rồi nhá. Ôi thôi. Báo cá ba con thành công rồi anh em nhá. Vâng. Bốn em chầm trắng anh em nhé, mình cần thủ 42 là 6, 62 là 7. 62 là 7. À 62 là 8, thế là từ sáng giờ 9 rồi. 9, 9 hoặc 10 con chầm trắng từ sáng lên bờ rồi anh em nhé. 9 rồi. Mình mạnh 4. 72. Cả Tuấn 1. Cả Tuấn chép. Chép à, từng trắng. Bên này 1. Bên này 6, bên này 1 là 7. Đấy, thì ăn mì mà cá nó lôi mất cần thì vẫn được cá nha anh em. Đấy. Con thứ ba là về bờ rồi. Về bờ an toàn rồi. Trần rau được xào rau. Này bây giờ bà cá ta vào ta xào rau này. Lớp bất cần là chỉ có chép thôi.
Về ăn xong tí nữa em gọi bát nữa. Trắng 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 nhưng không phải chép anh em ạ. Trắng ôi thôi, ôi thôi, và vừa thành công anh em nhé, là một em chấm trắng nữa. Cả vừa thành công rồi anh em nhá. Trắng. Chưa? Được rồi. Bảo cá đây, hết cá đây. Đi ra. Chưa? Mắc rồi. Ôi. Ui, giỏi đâu. Giỏi lại ngay, lại rồi. Nhau xuống 15 em đen biểu 6-7 nha anh em nhá. Và trong lúc nhà hồ đi lấy cá đây, cần thủ viên làm em đen 10 cân rồi. Sang tuần nhà hồ lại có đen 10 cân, nhà hồ sẽ đeo bồi đen 10 cân cho anh em nhé. Anh em nhìn chưa? Kìa, nhà cần hủ kia làm đi mới chụp cái ảnh à con. Biểu 6-7 thôi anh em nhé. Mai nhà hồ sẽ đăng bài cấm đánh rơi, cấm đánh đừng. Mỗi tuần nhà hồ xuống 20 con. Không đếm. Không, cấm đánh rơi, đánh đừng, chỉ đánh cho nó răng. Anh em câu không quan trọng, để cho công bằng những người khác, những người đánh được, người không đánh được. Biểu 6-7 thôi anh em nhé. Chết làm sao được. Đấy, cần thủ kia làm em đen 10 cân, 15 con. Cho xoài bắt, kia. Bắt không? Bế, xoài bế. Cho xoài vào bế, cho nó treo vào thuyền nó bế. Nhiều ai đi vậy? Đúng không? Cởi dép thật, đi cởi dép à? Ôi, nó không đâu, đi cởi dép à? Trời, nó cắn này, ôi, trộn chưa. Cho xoài bế, Đằng nào về trả tầm. Bế đi, xoài bế, cho anh chụp ảnh. Ôi, ôi. Xoài bế đi. Nước mát mà. Ôi trời, bao nhiêu rồi? 15 con. Đơn sao? Cả đi cả về có tiếng không? Đi. Ra đây. Nhớ một lần trước mình đi làm. Mát chưa? Ôi rồi. Cái này, đi vào đi. Đi nghĩa rồi mẹ. Đúng rồi, ở dưới chân đây. Cả rồi hết hồn anh em nhé. Yến đây. Đẹp cũ ngon quá. 10 cân nha anh em nhé. Sang tuần lại có đen 10 cân, nhà hồ lại xuống đen 10 cân. Lại có 300k làm con đen 10 cân. Thế thì hôm nay tỷ hồ móm có mỗi mình Huynh móm à? Huynh với cả hai à? Có hai cái cân kia được con gì chả biết. Cuối hồ được chép à? Là hôm nay nhà hồ có chục cân đấy nhưng mà chỉ có một cân móm thôi anh em. À, hai cân móm thôi nhé. 8 cân được cá. Thế là có 9 cân đấy, 10 cân, cả cân thủ kết vào là 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, có 9 cân.